Vâng, bây giờ là 2 giờ ngày 14 tháng 12 năm 2018. Thì hiện tại là chúng tôi đang bàn giao lắp đặt và hoàn thiện cho nhà bác Tạ Quốc Quân ở xã Hương Sạ, huyện Hạ Hòa. Một bộ sập thờ tứ linh chân 16 đây và một chiếc bàn cơm đây. Thì bây giờ chúng tôi đã hoàn thiện lắp đặt và bàn giao xong cho bác Tạ Quốc Quân tại xã Hương Sạ, huyện Hạ Hòa. Đây là hình ảnh bác Tạ Quốc Quân đây. Đây, nhà bác là đối diện với ngân hàng Agribank của Hạ Hòa đây. Chúng tôi đang lắp đặt ở trên tầng 2 nhà bác. Chúng tôi sẽ quay chi tiết qua chiếc sập thờ này cho quý vị cùng xem và tham khảo. Mà quý vị nào mà muốn mua và sở hữu một bộ sập thờ như của nhà bác Quân đây thì là sẽ tham khảo đây hình ảnh của video này. Chiếc sập thờ này đây là đục mặt hổ phù tứ linh, ở giữa là đục dòng trầu mặt nguyệt ở bên trên cổ đây, rất đẹp. Thì mọi người mà ai muốn sở hữu bộ sập thờ như của bác Quân thì là vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510806, hoặc là có thể truy cập website đồgỗthungtám.com. Xin cảm ơn, rất cảm ơn bác Quân đã tin tưởng và ủng hộ sản phẩm của chúng tôi nhé. Và xin chúc bác Quân sức khỏe, gặp nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và làm ăn phát tài. Xin cảm ơn và chào tất cả mọi người. Cảm ơn. Gỗ Tùng Tám mà có nhiều người đặt hàng và có làm ăn phát đạt nhá. Vâng, xin rất cảm ơn bác nhá. Vâng. Vâng đấy. Rồi, xin chào tất cả mọi người nhá.